Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 136, đơn vị đo diện tích cm vuông, trang 151, sách giáo khoa môn toán lớp 3. Rồi, bây giờ như thường lệ, chúng đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà các em sẵn sàng, nhớ lúc nào chúng ta cũng có cuốn tập hay là cuốn vở ghi nhớ và giấy nháp để chúng ta làm bài. Rồi, và bây giờ không linh tinh liên thuyên nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chu, đó, bài của chúng ta nè. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lý thuyết nhé. Vậy thì nè, để đo diện tích, ta dùng đơn vị đo diện tích. Như vậy thì đơn vị đo diện tích của chúng ta rất là nhiều, nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu một cái loại đơn vị đo diện tích, đó là gì? Cm vuông. Các em nhớ đọc là cm vuông. Đó, chúng ta đọc như thế nha. Vậy thì đơn vị đo diện tích này cm vuông thì được ký hiệu là cm nè. Đó, ký hiệu này các em đã học rồi đúng không? Nhưng mà mét vuông thì ở trên sẽ là số gì? Số 2. Đó, vậy thì đây được gọi là gì? Đơn vị đo diện tích cm vuông. Các em nắm nha. Rồi, vậy thì đây, cm vuông là diện tích của hình vuông. Đó, nó là diện tích của hình vuông có cạnh dài là 1cm. Đó, cái hình vuông như thế này. Vậy thì hình vuông thì các em biết là hình vuông thì có bốn cạnh đều bằng nhau đúng không? Vậy thì cạnh của hình vuông ở đây là gì? 1cm này. Đó. Vậy thì diện tích của cái hình vuông này nè, nó sẽ là 1cm vuông. Đó, các em hiểu chưa? Đó, vậy thì đây là diện tích của gì? Hình vuông. Và được ký hiệu là 1cm vuông nhá. Được chưa? Đấy, các em nắm được chưa nào? Đó, đây chính là nội dung lý thuyết nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nắm cái nội dung này và chúng ta làm các cái bài tập này. Chỗ của thầy nó đang là mưa nên có thể là thì nó sẽ ồn, đúng không? Rồi, thì yêu cầu mình viết theo cái mẫu này. Đấy, các em quan sát ở đây chúng ta có một cột là đọc nè, một cột là viết. Vậy thì ở đây họ đọc nè. 5cm vuông. Đó, vậy thì chúng ta đọc là 5cm vuông thì chúng ta sẽ viết là 5. Rồi gì? Đơn vị đo của chúng ta là 5cm vuông. Đó, được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì 120cm vuông, tức là chúng ta có hai cái vế này. Đến đây 120 là thể hiện đơn vị là số này, cm vuông đây là gì? Đơn vị đo. Đó, các em nắm nhá. 120 này sẽ là số này, các em viết là 120 này. Cm vuông đây là đơn vị đo thì chúng ta sẽ viết là cm vuông. Đó, được chưa? Đấy, các em chú ý cái cách để chúng ta viết như thế thì không bao giờ mà gì có thể sai được. Đó, vậy thì 120 là số này, cm vuông đây chính là đơn vị đo diện tích. Được chưa? Xong. Rồi, tới hàng ngang tiếp theo họ chỉ cho mình là viết. Vậy thì chúng ta thấy ở đây 1500cm vuông này. Vậy thì các em có thể thấy nè, muốn làm được cái này thì chúng ta sẽ đọc phần số nè. Đây là phần số nè. Đây là phần gì? Đơn vị đo này. Đó, nó rất là rõ ràng nha. Vậy thì các em phải đọc phần số trước, sau đó đến đọc phần đơn vị gì? Đơn vị đo. Vậy thì phần số này quá dễ để chúng ta đọc rồi đúng không? Sẽ là gì? Một gì? 1000. Bao nhiêu các em? 1000 gì? 500. Đó, vậy thì chúng ta đã đọc xong phần số. Và giờ chúng ta sẽ đọc phần gì đây? Phần đơn vị, các em ghi là cm vuông. Đó, được chưa? Đó, và giờ chúng ta viết vào thôi. Ở đây chúng ta sẽ viết là 1500cm vuông.
Rồi. 1.000 này. 500. Đó, và giờ chúng ta viết đơn vị đo là centimet vuông. Được chưa? À, quá đơn giản rồi đúng không? Rồi tiếp theo, ở đây họ đọc cho chúng ta rồi, 10.000. 10.000 là gì? Số cm vuông là đơn vị. Vậy thì 10.000 ta viết số 10.000 thôi. 10.000 nè. Được chưa? Đó, cm vuông ta điền vào. Dễ hơn là ăn cháo đúng không? Xong. Được chưa? Bài số 1 xong nhá. Giờ chúng ta đến với bài số 2 này. Bài số 2 của chúng ta có câu A này. Bài số 2 nhá. Câu A này họ yêu cầu viết vào chỗ chấm theo cái mẫu. Vậy thì ở đây họ có cái mẫu này. Các em quan sát vào cái mẫu này. Mẫu ở trong cái khung này nhá. Hình A, tức là hình này, gồm 6 ô vuông. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Vì sao? Mỗi một ô vuông này thì có diện tích là 1 cm vuông. Vậy thì diện tích của hình A sẽ bằng 6 cm vuông. Vì sao? Vì đây là 1 cm vuông, 2, 3, 4, 5, 6 cm vuông. Được chưa? Đó, quá đơn giản rồi đúng không? Vậy thì cũng giống như vậy thì chúng ta sẽ làm với hình gì? Hình B này. Đó, các em cái này thầy sẽ viết ở đây luôn nhé. Rồi, hình A chúng ta xong này, hình B này. Hình B gồm bao nhiêu ô vuông? Chúng ta nên ghi vào đây thôi. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy thì hình B này cũng có mấy? 6 ô vuông. 1 cm vuông, đúng không? Tức là một ô vuông này, một ô vuông này cũng có diện tích là 1 cm mét vuông. Đó, vậy thì diện tích của hình B thì sẽ bằng bao nhiêu? Một ô vuông là 1 cm, vậy thì 6 ô vuông sẽ bằng 6 gì? 6 cm vuông. Được chưa? Rồi, xong câu A nhá. Bây giờ câu B này, họ yêu cầu mình nè, so sánh diện tích hình A với diện tích hình B. Vậy thì các em thấy nè, như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ trả lời luôn là diện tích hình A sao các em nhỉ? Hình A bằng, đúng không? Bằng diện tích hình gì? Diện tích hình B. Đó. Được chưa? Đó, đây là diện tích hình A sẽ bằng với diện tích hình B. Nếu giáo viên hỏi vì sao nó bằng thì các em có thể trả lời bởi vì sao? Vì cùng gì? Cùng có diện tích là bao nhiêu các em? Diện tích là nè, đây 6 nè, đây cũng gì? 6. Vậy thì cùng có diện tích là 6cm vuông. Đó, nếu giáo viên hỏi thì chúng ta sẽ bồi thêm câu này. Đó, và chắc chắn giáo viên sẽ phải trầm trồ khen ngợi ngay. Ô, thằng này nó giỏi quá. Đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta sang bài số 3 nhé. Bài số 3 này. Tính theo cái mẫu này. Đó, ở đây họ cho mình cái mẫu này. 3cm vuông cộng 5cm vuông thì bằng 8cm vuông. Vậy thì ở đây các em chỉ quan sát này. Đơn vị đều là cm vuông rồi, chúng ta chỉ cần cộng mỗi phần số này. Tức là chỉ cần lấy 3 cộng với gì? 5 thì bằng gì? Bằng 8. Đó, hiểu chưa? Quá dễ rồi đúng không? Giờ chúng ta sẽ làm câu A này. Được chưa? 18cm vuông. 18 này cm vuông cộng với 26cm vuông thì bằng bao nhiêu? Đó, vậy thì ở đây chúng ta thấy nè, đơn vị nó đều là gì? Đều là cm vuông hết rồi, nên chúng ta không
không phải quan tâm. Bây giờ chúng ta chỉ cần đặt mỗi phép tính là lấy 18 cộng bao nhiêu? 26 thôi. Thì 8 cộng 6 bằng 14, viết 4 nhân 1, 1 cộng với 2 là 3, nhớ 1 là 4. Vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 44 cm². Đó, được chưa nào? Xong nhá. Rồi, câu A tiếp theo nè. 40 cm² trừ 17 cm². Rồi, vậy thì với câu này thì chúng ta chỉ cần làm một phép tính trừ thôi, lấy 40 trừ 10, 17. 0 không trừ cho 7, 10 trừ 7 bằng 3. 1 là nhớ 1 là 2, 4 trừ 2 bằng 2. Vậy thì sẽ là 23 cm². Đó, dễ như là ăn cháo rồi, đúng không? Rồi xong nhá, bây giờ sang câu B này. Cũng như vậy thì là làm theo cái mẫu này. 3 cm² nhân 2 cm thì bằng 6, tức là họ chỉ cần ta chỉ cần lấy gì? 3 nhân với 2 thôi. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ làm này. 6 cm² nhân với mấy? Nhân với 4. Vậy thì các em chỉ cần lấy gì? 6 nhân với 4 thôi. 6 nhân 4 thì bằng 24, và các em điền đơn vị vào. Được chưa? Xong. Rồi, 32 cm² chia cho 4 này. 32 cm² chia cho 4, tức là chúng ta chỉ cần lấy 32 chia cho 4. 32 chia cho 4 ai cũng biết nó bằng gì? Bằng 8. Được chưa? Đó, xong bài số 3. Rất chi là đơn giản, đúng không? Rồi, chúng ta sang bài số 4 nè. Quay anh đây nhé. Bài số 4 nè. Một tờ giấy màu xanh có diện tích 300 cm². Đó, bây giờ chúng ta có thể tóm tắt bằng cái hình như thế này. Tóm tắt này. Giấy màu xanh, đúng không? 300 cm² này là màu xanh này. Đó, các em thử kẻ ra như thế này thôi cho nó dễ. Màu xanh nhá là bằng bao nhiêu? 300. Đó, các em cứ kẻ một cái đoạn thẳng như thế này. Đó, thì đây được gọi là một cái đoạn là 300 cm². 300 cm². Được chưa? Tờ giấy màu đỏ diện tích là 280. Đó, vậy thì một cái tờ giấy khác là tờ giấy màu đỏ này. Thì tờ màu đỏ này lại có diện tích là bao nhiêu? 280, tức là gì? Nó sẽ phải ngắn hơn cái diện tích của cái tờ màu xanh này này. Đó, vậy thì chúng ta sẽ kẻ một cái tờ màu đỏ, chúng ta chỉ ước lượng thôi. Đó, khoảng như thế này. Vậy thì đây chính là gì? Tờ màu đỏ này. Đây nhá, đây là tờ màu đỏ này. Tờ màu đỏ này là 280 cm². Được chưa? Vậy giờ họ hỏi nè. Hỏi tờ giấy màu xanh lớn hơn diện tích tờ giấy màu đỏ bao nhiêu? Vậy thì các em nhìn vào đây. Các em thấy nè. Đây, tờ màu xanh nó chỉ bằng 280 là chỉ đến đây thôi, đúng không? Vậy thì cái đoạn đây này, đoạn này sẽ là cái đoạn là gì? Người ta hỏi mình nó là bao nhiêu cm vậy? Mét vuông. Đó, vậy chúng ta sẽ trả lời luôn. Quá dễ rồi, đúng không? Chúng ta sẽ trả lời diện tích tờ giấy màu xanh. Ta sẽ giải nhé. Giải này. Ta sẽ trả lời là gì? Diện tích tờ giấy màu xanh. Diện tích tờ giấy màu xanh này lớn hơn diện tích tờ giấy
Màu màu đỏ là đúng không? À, ta sẽ lấy gì? Diện tích của tờ màu xanh là 300 trừ diện tích của tờ màu đỏ là 280. Vậy thì 300 mà trừ 280 thì bạn nào cũng biết rồi, đúng không? Tuy nhiên thì thầy sẽ đặt phép tính ở đây nhá, để trừ cho các bạn nắm. Không có nhiều khi có nhiều bạn vẫn chưa có chắc cái này. 0 trừ 0 bằng 0 này. 0 không trừ cho 8, phải lấy 10 trừ 8 thì bằng 2. 2 này nhớ 1 là 3, vậy thì 3 trừ 3 bằng 0. Vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 220. Vậy thì đây sẽ là cm gì? Mét vuông. Đó, và chúng ta sẽ có đáp số. Vậy thì diện tích tờ giấy màu xanh lớn hơn diện tích tờ giấy màu đỏ là 20 cm vuông. Đó, xong nhá. Đấy, như vậy thì trong ít phút chúng ta đã thực hiện xong cái bài số 136. Và như thường lệ, đến cuối mỗi một video các em nhớ đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến các bạn đang học trong lớp, trong trường nha. Rồi, tạm biệt các em.